Mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa nay ngày 7 tháng 1 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các bị cáo vụ sai phạm tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco nói lời sau cùng. Bước lên bục khai báo đầu tiên, bị cáo Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc, thành viên hội đồng thành viên IPC, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sadeco, trình bày từ khi trưởng thành bước vào cuộc đời, luôn có một khát khao được làm việc, cống hiến cho nhà nước. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bị cáo đã tích cực tham gia phong trào, được kết nạp đảng khi còn sinh viên. Ra trường, bị cáo làm việc tại cơ quan nhà nước, được thành ủy cử đi học, sau đó về làm chuyên viên. 6 năm được bổ nhiệm làm việc tại Tân Thuận. Quá trình làm việc, bị cáo luôn cố gắng hoàn thành, bảo vệ tài sản nhà nước. Bị cáo chưa bao giờ suy nghĩ tư lợi hay có ý làm gì gây hại cho tài sản nhà nước. Đồng tình và tâm đắc với câu nói vừa rồi của đại diện viện kiểm sát, tất cả mọi người đều có trách nhiệm phải hiểu biết pháp luật và không được phép nói mình không hiểu biết pháp luật. Bị cáo đã sai khi mà bị cáo đã không nhận thức đầy đủ được các quy định pháp luật để dẫn đến có một cái hậu quả lớn như vụ án ngày hôm nay đã xảy ra. Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo chưa bao giờ đổ trách nhiệm cho bất kỳ một cấp dưới nào của mình, bởi bị cáo ý thức rất rõ cấp dưới làm sai mình có trách nhiệm, bởi vì mình sử dụng, mình tuyển dụng, mình bố trí thì mình phải chấp nhận những nội dung cấp dưới tham mưu, và kể cả cấp dưới tham mưu không đúng mà mình không phát hiện ra thì cái đó phần lỗi là lỗi của mình. Bị cáo không đổ thừa cho cấp dưới và bị cáo rất đau xót khi rất nhiều cấp dưới của bị cáo phải ra tòa ngày hôm nay. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét tất cả các vấn đề, các tình tiết giảm nhẹ, ý thức, nhận thức của bị cáo và cho bị cáo được hưởng một mức án thấu tình đạt lý, một mức án mà để bị cáo có cơ hội quay trở về với cuộc đời. Ông Dũng cũng dành nhiều thời gian xin hội đồng xét xử xem giảm nhẹ tối đa cho cấp dưới. Sau lời nói của cấp trên, bị cáo Phúc bắt đầu lời nói sau cùng bằng việc xin lỗi về những hành vi sai trái của mình. Nữ bị cáo nghẹn ngào ân hận. 971 ngày tồn tại với một tâm trạng không biết giữa sự sống và cái chết, điều nào đã tốt hơn? Không ngày nào mà bị cáo không dằn vặt và tự kiểm điểm mình. Thực sự bị cáo hối hận. Có thể vì sự nhiệt tình, vì sự tự tin, cộng với sự dốt nát về mặt pháp luật đã dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Đó là một bài học xương máu mà bị cáo đã nhận ra. Bị cáo Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nói cảm ơn hội đồng xét xử đã thực hiện phiên tòa dân chủ, công bằng, tạo điều kiện cho luật sư, bị cáo trình bày mọi việc. Cảm ơn viện kiểm sát đã có những nhận định đưa ra phân tích công tâm, khách quan. Bị cáo cảm ơn các luật sư giúp bị cáo hiểu nội dung bản chất vụ án, nhiều điểm còn rất mơ về kết luận điều tra, cáo trạng. Qua xét hỏi, bản thân bị cáo nghe hiểu ra rất nhiều. Đứng trước tòa hình sự là một đau xót nhất của cuộc đời người. Đây là một cái việc không ai mong muốn bao giờ. Trong ý thức chủ quan hay kể cả các hành vi khách quan khác cũng vậy. Nói lên điều đó để bị cáo cũng xin khẳng định rằng quá trình làm việc bị cáo không bao giờ mong muốn và cố ý để xảy ra các cái sai phạm. Suốt quá trình công tác hơn 30 năm, kể từ ngày tham gia quân đội
bị cáo chưa bao giờ sợ khó, sợ khổ, chưa bao giờ đổ lỗi cho cấp trên, đổ lỗi cho cấp dưới. Bị cáo là người luôn luôn dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng nó cũng phải rõ ràng. Hội đồng xét xử thông báo nghị án sẽ tuyên án vào ngày 8 tháng 1. Chiều 6 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Cùng ngày, lực lượng kiểm soát giao thông đường thủy thuộc phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lực lượng đồng loạt ra quân bắt giữ 14 phương tiện tàu hút cát cùng 55 thuyền viên, người có liên quan đang vi phạm quy định về khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 3.000 mét khối cát. Được biết, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các phương tiện khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát, gây bức xúc trong dư luận. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát Giao thông, thời gian trước Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm, các cảng, bến trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động. Các hành vi cần tập trung xử lý gồm vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, vi phạm các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, vi phạm về cảng, bến, quy định về vận tải hàng hóa, hành khách. Thời gian trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào các đối tượng và địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông theo tuyến cố định, có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa. Các trường hợp cần tập trung xử lý gồm điều kiện an toàn của bến, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông. Ngày 6 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Nói về Luật Thi hành án dân sự, đại biểu Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác Luật Thi hành án dân sự hiện nay có nhiều ách tắc, nhất là trong lĩnh vực thi hành các vụ án tham nhũng, hình sự tài sản rải rác ở nhiều nơi. Luật Thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng rất khó thi hành, cần thiết phải sửa điều 55, 56, 57 để tạo ra cơ chế cho cơ quan thi hành án chủ động làm song song trong việc xác minh, xử lý tài sản ủy thác thi hành án ngay khi thụ lý. Đây là điều rất cần, nhưng tuy nhiên chưa đủ, bởi hiện nay tài sản liên quan đến lượng án này chiếm tỷ lệ rất ít, nhưng lượng tiền phải thi hành án rất cao, 85% lượng tài sản phải thi hành mà tỷ lệ thi hành được lại quá thấp, dưới 30%. Ông Phong cho rằng với luật hiện nay, sửa đổi ba điều này chỉ là cái ngọn. Rất nhiều bản án xét xử đã có hiệu lực pháp luật nhưng không tổ chức thi hành án được, giảm bớt tính nghiêm minh của pháp luật. Thực tế hiện nay vướng rất nhiều điều khoản chồng chéo. Đại biểu Lê Thanh Phong đề nghị phải sửa luật một cách căn cơ, theo hướng trước đây nên đơn giản hóa thủ tục ở thi hành án. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nói thêm về điều 57 của dự thảo quy định về thủ tục ủy thác thi hành án và ủy thác xử lý tài sản. Cụ thể, đại biểu Hạnh cho rằng mục đích của việc sửa các quy định về ủy thác thi hành án là đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý trong xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế có tài sản thi hành án ở nhiều địa phương. Việc quy định tạm dừng xử lý tài sản của cơ quan nhận ủy thác nhưng không giới hạn thời gian dừng là chưa triệt để. Do đó, đại biểu Hạnh đề nghị bổ sung thời gian tạm dừng. Qua thời gian đó, nếu không xử lý xong tài sản, thì cơ quan nhận ủy thác phải tiếp tục xử lý tài sản nhận ủy thác. Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Phan Đại Dương, sinh năm 1987 và Phan Văn Ngọc, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 6 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Phan Đại Dương, sinh năm 1987 và Phan Văn Ngọc, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Trần Anh Pháp sinh năm 1994, trú tại Hương Toàn, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và Lê Thị Thu sinh năm 1994, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế, liên hệ Dương để mua ma túy với số tiền 2,5 triệu đồng. Dương lúc này không có ma túy, nhưng phối hợp với Ngọc gói một số viên thuốc Tây rồi bán cho Pháp và Thu để chiếm lấy số tiền 2,5 triệu đồng. Sau khi biết bị lừa, Pháp và Thu tới công an trình báo gian dối với nội dung là vừa bị cướp giật 2,5 triệu đồng. Sau một thời gian xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, công an thành phố Huế làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương và Ngọc, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để có biện pháp quản lý đối với Pháp và Thu có dấu hiệu liên quan tới mua bán sử dụng ma túy. Khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 1, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn gần ngã ba Dòng, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, nghe tiếng động lớn nên chạy ra xem. Tới nơi, người dân phát hiện người đàn ông tử vong nằm cạnh xe máy giữa lòng đường theo hướng về cầu lớn nên báo cho lực lượng chức năng. Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt ở hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Qua khám nghiệm, công an nghi ngờ 3 phương tiện có liên quan tới vụ tai nạn nên đưa về hiện trường để phục vụ điều tra xử lý. Theo người dân, đường Nguyễn Văn Bứa qua địa bàn có diện tích mặt đường khá hẹp, trong khi đó mật độ phương tiện qua lại rất cao, dễ gây ra những vụ va chạm, tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Vùng trồng thanh long ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đang vào vụ thu hoạch nghịch mùa, nhưng thương lái đã ngừng thu mua hoặc mua cầm chừng. Các kho thu mua thanh long để xuất khẩu sang Trung Quốc đóng cửa. Hiện bây giờ tôi có trồng 4 con thanh long. Mức đầu tư tôi hiện bây giờ chi phí là 20 triệu đồng. Là với cái mức giá năm rồi thì nó là 15 ngàn ký. Hiện bây giờ tôi kêu thương lái nó vô, nó không có chịu vô, nó không có trả. Vô nó anh kêu ai bán được thì bán đi. Thì năm nay so với năm ngoái thì quá thấp, quá lỗ, dần quá lỗ. Hiện bây giờ thì kêu lái mua bây giờ nó không vô, thì giờ mua ước tính cái 4 công này khoảng 6 tấn, từ 6 tấn 6 rưỡi. Đó, mà giờ thương lái nó không vô, kêu nó cứ hẹn hoài. Nếu hoài rồi giờ mua giờ sao giờ thì cho mua giờ cho cá cho bò ăn dê ăn chứ giờ cũng giờ nhờ nhà nước hỗ trợ giùm bà con rất là cảm ơn. Như hiện tại gia đình tôi là cũng có đang là có 6 công thanh long là cũng đang hiện tại là gần thu hoạch, nhưng giờ giá hiện tại thì lái nó không mua hoặc là có mua cũng 1-2-3 ngàn rất rẻ, có lái mua lái không, nên bây giờ tôi cũng giá cả bắp bên này tôi cũng chờ xem coi có tình hình giá lên không. Nếu mà không ai mua nữa thì tôi cũng chở mấy cái lái mà chợ bán á thì cũng 2-3 ngàn á, chẳng lấy vốn lại. Nên là do đó chi phí thì 6 công thanh long được khoảng cỡ 80-90 triệu. Mà theo giờ bán giá mà 2-3 ngàn á thì tôi thu lại chắc cũng được cỡ 30, cho nó lỗ cũng cỡ khoảng 40-50 triệu. Rồi hiện tại là kinh tế là hơi khó khăn. Xã Tân Thượng Bình thì của huyện Chợ Gạo là cái xã có trồng diện tích thanh long rất là lớn. Thì hàng năm cái sản lượng thanh long đối với xã người nông dân thu hoạch rất là nhiều. Nhưng hiện nay thì đang vào vụ thì cái tình hình hiện nay giá cả rất là xuống thấp. Thì chỉ khoảng 2-3 ngàn một ký thanh long. Do vậy thì người nông dân là thu hoạch, đang vào vụ thu hoạch thì thương lái bây giờ là không có mua. Do vậy thì có mua mà mua giá rẻ vậy, có nơi kêu người thương lái không có đến. Do vậy nếu mà cái tình hình này vậy thì người nông dân rất là lỗ, chi phí không đủ để đầu tư tái sản xuất, không đủ để là trả tiền phân bón vật tư. Do vậy thì cũng đề xuất ở trên rồi có cái chính sách như thế nào để hỗ trợ cho nông dân. Vườn mai của anh Trần Hiền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có gần 500 cây, số tiền bỏ ra để chăm sóc thời gian qua rất lớn. Tuy nhiên tới nay vẫn chưa có thương lái, nhà hàng, khách sạn nào tới hỏi mua. Nó hạn chế vì cái thời dịch vừa rồi nó có cấm, mình cũng không có chăm sóc được nhiều. Cây cối hư nhiều,
nhưng mà lượng khách về mùa cây năm nay thì nó có như một năm. Còn tại vùng trồng hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, nhiều ngày qua 23 hộ trồng hoa tại đây vẫn tất bật chăm sóc cây. Sức mua không đảm bảo, nhiều hộ trồng hoa ở đây đã giảm số lượng cây trồng, cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên Đán này khoảng hơn 12.000 chậu cây các loại. Năm nay, cả tổ chỉ xuống giống 12.500 chậu trên một diện tích 4,5 hectare, ít hơn so với năm trước khoảng 3.000 chậu, trong đó 1,5 hectare đất dành để trồng các loại hoa công nghệ cao. Các chủ vườn cho biết từ lúc bắt đầu dịch Covid-19, lượng khách tới hỏi mua rất ít. Hiện đã sang tháng 12 âm lịch nhưng không nhiều thương lái tới đặt hàng, phần lớn là người tới tham khảo giá. Được biết, toàn huyện có khoảng 194.000 chậu hoa các loại đang được gieo trồng để phục vụ Tết Nguyên Đán 2022. Trong đó có hơn 210.000 cây hoa cúc đất, lan mocara và hoa treo các loại. Vụ việc này tạo nên làn sóng dư luận mạnh mẽ khi qua điều tra ban đầu xác định ADN của ông Vân trùng khớp với một số người sinh sống tại đây. Công an xác định ông Vân có hành vi loạn luân nên khởi tố. Nơi đây cũng lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi mà thực chất là các con, cháu ruột của ông Vân để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước nhằm trục lợi cá nhân. Các cá nhân tại tỉnh Thất Bồng Lai còn sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Như vậy, với việc bị khởi tố với 3 tội danh trên, ông Lê Tùng Vân sẽ đối mặt với mức án nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ luật sư Đặng Trường Thanh, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục nhận định hôm nay. Thưa luật sư, một trong những tội danh bị can Lê Tùng Vân bị khởi tố là tội loạn luân gây phẫn nộ trong dư luận. Xin luật sư giải thích rõ hơn về các hành vi cấu thành tội loạn luân. Người phạm tội loạn luân sẽ chịu trách nhiệm hình sự như thế nào ạ? Tội loạn luân thì pháp luật đã quy định mà quy định từ lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ mới quy định, tại vì cái đó là cái việc mà phát triển giống nòi của người Việt mình, kể cả nhân loại trên thế giới cũng vậy. Để tránh có vấn đề mà trùng huyết, rồi là nói chung là cái sự sinh tồn của một cái dân tộc. Thì ra cho nên cái tội loạn luân là cái tội đó là tội rất là quan trọng. Nó về mặt đạo đức mà về mặt luật pháp cũng. Thì ở đây là coi như là cái tội loạn luân là dành thường thường là những cái người trong một gia đình có cái mối quan hệ huyết thống với nhau, ví dụ như là anh em, bà con, mà luật đã quy định là trong phạm vi ba đời, trong phạm vi ba đời là coi như là nói chung là không có lấy nhau, yêu đương gì đó thì cũng không có nên lấy nhau. Còn ở đây là trong một gia đình thì tránh cái vấn đề mà loạn luân là ví dụ như cha là con, cha nuôi, con nuôi, rồi là mẹ nuôi, con nuôi, rồi anh em cùng cha khác mẹ, anh em cùng mẹ khác cha, thì đó là những cái đối tượng mà coi như là chúng ta phải coi như là nghiêm cấm, pháp luật phải chế tài về cái việc đó. Nếu các bên lấy nhau thường thường á, là cái tội này á, thường thường đa số là những người trong liên quan trong cái những cái tội loạn luân này á, là đa số là đều là đồng tình, tức là biết rõ cái mối quan hệ là huyết thống với nhau, cái mối quan hệ là anh em, bà con ruột thịt, anh em cùng cha khác mẹ, hay là cùng mẹ khác cha, hay là con nuôi hay cha mẹ nuôi, thì tất cả những cái mối quan hệ đó là đều biết và có cái sự cố tình trong đó. Thì để tránh cho cái vấn đề loạn luân đó thì luật đã quy định điều 184 thì quy định rất là rõ, tức là trong những cái trường hợp loạn luân đó thì sẽ bị pháp luật chế tài và cái mức án tù là sẽ từ 1 năm đến 5 năm, 1 năm đến 5 năm tù. Mà ở trong cái vụ án này thì qua báo chí thì được biết rằng là cái việc này nó diễn ra rất là lâu và rất là dài, mà đối với là nhiều người ra trên cái mức án có thể là tối đa là 5 năm đối với là ông Lê Tùng Vân. Thưa luật sư, với việc bị khởi tố ở 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân và tội loạn luân, thì ông Lê Tùng Vân sẽ phải chịu mức án cao nhất là bao nhiêu nếu cả 3 tội danh này đều cấu thành ạ? Riêng đối với là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trong đó nó có nhiều cái khung hình phạt, thì tùy theo cái mức độ mà cái số tiền mà ông Lê Tùng Vân lừa đảo, ví dụ như là từ 2 triệu đến 50 triệu
thì sẽ xử theo khoản 1, thì nó sẽ là coi như là 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc là dưới 2 triệu đồng, nhưng mà nó đã có cái trường hợp là coi như bị phạt, nói chung là phạt nhiều lần á, bị tái đi tái lại nhiều lần thì sẽ bị từ 3 năm không giam giữ, hoặc là từ án tù từ 6 tháng đến 3 năm, cái đó là tùy theo cái số tiền. Còn ví dụ như là ở cái khoảng 4 về cái tội lừa đảo thì nó là từ 12 năm 20 năm hoặc tù chung thân, với số tiền mà ví dụ như là trên 500 triệu. Thật ra cho nên ở đây là nó lệ thuộc cái bức án của cái tội lừa đảo đó, nó sẽ bị lệ thuộc vào trong cái quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định được cái lừa đảo ai bao nhiêu thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cái trường hợp cụ thể đó, thì sau đó sẽ có cái tổng hợp thì mới nói được cái mức án tù nằm trong cái khoảng nào khung nào. Còn bây giờ thì về riêng cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì phải chờ cái kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra. Nếu mà lọt vô khoảng 4 là từ 500 triệu trở lên thì mức án tổng được khoảng 12 năm tù. Còn riêng với lại cái tội mà lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để xâm hại đến cái lợi ích của tổ chức nhà nước hoặc là cá nhân thì với cái tội đó thì sẽ bị từ 1 năm đến 7 năm tù, tức là tối đa là 7 năm tù. Thì ở đây là nó thẳng ra là trong cái vụ việc này thì cái kết quả cái đợi chờ ở cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra rồi có cái kết luận thì nó mới chính xác cụ thể là như thế nào. Còn bây giờ thì nói chung là ở trong cái tình huống này thì tổng hợp ba cái hình phạt này tối đa thì coi như là cũng chỉ là coi như là tù chung thân. Nếu như mà tối đa, ví dụ như lừa đảo cũng tối đa, rồi cái tội loạn luân thì coi như là phạm tội nhiều lần với nhiều người, rồi cái tội mà lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để coi như ảnh hưởng đến rất là nhiều cái tổ chức của nhà nước cũng như là của cá nhân thì sẽ coi như cũng tối đa là coi như là 7 năm tù. Cộng với các khoản lại thì tối đa nó cũng chỉ là cái tội chung thân thôi. Tức là tổng hợp hình phạt của ba tội thì cũng ở mức cao nhất là chung thân. Được biết bị can Lê Tùng Vân sinh năm 1932, năm nay ông đã 89 tuổi. Với tình tiết là người cao tuổi, ông Vân có được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không ạ? Đối với là ông Lê Tùng Vân 89 tuổi thì đương nhiên ông là thuộc trong trường hợp là người già, người lớn tuổi. Thì đương nhiên pháp luật là coi như quy định là ông cũng sẽ được hưởng những tình tiết giảm nhẹ đối với là người lớn tuổi. Tuy nhiên ở đây là nếu mà đưa ra lên mà để mình cân đo đong đếm thì cái tỷ lệ của cái việc mà coi như là tình tiết giảm nhẹ với lại tình tiết tăng nặng thì từ đó mới có được một cái quyết định nó chính xác hơn. Thì ở đây là tình tiết tăng nặng thì theo như báo chí thì ông có nhiều tình tiết tăng nặng hơn là tình tiết để giảm nhẹ, thành ra cho nên cái việc mà bắt giam giữ ông là hoàn toàn có căn cứ. Còn trong quá trình mình điều tra thì ví dụ như ông có bệnh này bệnh kia hay là nói chung đại khái là có những vấn đề mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì lúc đó là pháp luật cũng khoan hồng, cũng chiếu cố, cũng có thể là nhiều hồi có thể cho ông tại ngoại để điều tra cũng được. Cái chuyện đó nó cũng không bắt buộc là phải coi như là phải giúp ông. Tuy nhiên ở đây là cái việc của đó là nhiều tội danh và một cái thời gian rất là dài và ảnh hưởng đến rất là nhiều người, gây ra rất là nhiều cái hệ lụy cho xã hội cũng như trong gia đình của ông Lê Tùng Vân. Thành ra cho nên cái việc bắt giữ ông là cần thiết. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, về đường bộ, đến nay có 16 trên 29 tỉnh, thành phố có tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đi đến thành phố Cần Thơ đã hoạt động lại. Tính từ ngày 23 tháng 10, 2021 đến ngày 6 tháng 1, 2022, tổng số chuyến vận tải hành khách của 5 bến xe trên địa bàn thành phố là 3.335 chuyến với hơn 22.000 hành khách. Trong khi vận tải hành khách bằng đường bộ khá trầm lắng, thì vận tải bằng đường hàng không có phần sôi động hơn.
Cụ thể, sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã khôi phục 4 trên 11 đường bay nội địa đi đến thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Có thống kê từ ngày 28 tháng 10, 2021 đến ngày 5 tháng 1, 2022. Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã thực hiện 264 chuyến bay thương mại nội địa với hơn 41.800 lượt hành khách. Chị Lâm Ngọc Huệ, ngụ tỉnh An Giang, chia sẻ đường bay Cần Thơ được hoạt động lại chị rất mừng, do tính chất công việc kinh doanh phải thường xuyên phải đi thành phố Hà Nội để gặp đối tác. Khi các chuyến bay tạm dừng, chị liên hệ các đối tác chủ yếu qua điện thoại nên đôi lúc cũng không hiệu quả. Hiện nay, đường bay mở lại, đi lại được nới lỏng, công việc của chị cũng thuận tiện hơn trước. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho hay, thời gian qua thành phố thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải trong hoạt động vận tải. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng, tình hình vận tải đường bộ vẫn còn khá trầm lắng do nhiều người còn ngại Covid-19. Theo ông Dũng, có những chuyến xe đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ chỉ 10 đến 12 khách, trong khi đó sức chở hơn 40 khách. Nhiều doanh nghiệp vận tải than thu nhập không đủ chi phí trả cho tài xế. Do người dân còn tâm lý e ngại, sợ lây lan dịch bệnh nên hạn chế đi lại, chứ không phải nhà xe không đủ phương tiện hoạt động hay do quy định khó khăn. Lý do đình chỉ là do ông Thắng có hành vi cư xử không đúng mực với một người phụ nữ hàng xóm khi tranh chấp chỗ đổ xe ô tô được đưa lên mạng xã hội. Sau quá trình xác minh, làm rõ, Tổng cục Địa chất khoáng sản sẽ có quyết định xử lý theo quy định của luật cán bộ công chức, lãnh đạo tổng cục này thông tin. Trước đó, ngày 4 tháng 1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip với thời lượng gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên khi tranh cãi về chỗ đổ xe ô tô đã đấm thẳng vào mặt một phụ nữ hàng xóm. Sau đó, anh H, là chồng của người phụ nữ, từ trong nhà chạy ra có hành động cự cãi, xô xát với người đàn ông đã đánh vợ mình. Nguyên nhân của sự việc trên là do gia đình anh H thuê nhà ở cuối ngõ mới mua xe và để xe ở ngõ đi chung. Ông Thắng trước đó cũng đổ xe của gia đình ở ngõ đi chung trên và nhiều lần có yêu cầu vợ chồng anh H không được để xe trong ngõ đi chung trên. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 4 tháng 1 trong ngõ 1150/72 đường Láng thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau đó đã được công an phường Láng Thượng thụ lý, xác minh và hòa giải. Anh H cũng đã chủ động xóa thông tin đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Tổng cục Địa chất khoáng sản đã vào cuộc kiểm tra, xác minh ông Thắng là cán bộ đang công tác tại tổng cục này và có quy trình xử lý theo quy định của luật cán bộ công chức. Thời gian qua, Duyên có tham gia phường hội với một nhóm phụ nữ ở thành phố Vinh. Trong đó, từ ngày 2 tháng 6 đến 24 tháng 9, Duyên tham gia chơi 23 bát phường do chị VTTH, 35 tuổi, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh làm chủ. Đến kỳ hạn nộp tiền phường, những người tham gia chơi phải chuyển khoản cho chủ phường qua tài khoản Internet Banking, rồi chụp màn hình chuyển khoản báo cho chủ. Thời gian đầu, Duyên có chuyển tiền cho chị H, nhưng sau đó không chuyển khoản, mà chỉ tạo thông tin giả để chuyển tiền qua tài khoản Internet Banking, rồi chụp màn hình gửi cho chị H. Chị H làm chủ nhiều bát phường, lượng tiền giao dịch trong tài khoản rất nhiều, khó kiểm soát nên tin tưởng Duyên đã chuyển đủ tiền. Với thủ đoạn tạo ra các thông tin giả tin nhắn chuyển tiền từ tài khoản Internet Banking, Duyên đã chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng từ hội phường do chị H làm chủ. Ngoài các bát phường trên, Duyên còn tham gia 26 bát phường khác do chị H làm chủ phường và đều sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chơi phường. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra. Sáng 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Đức Thịnh, 66 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, 8 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, dù đã có vợ và ba con, ông Thịnh vẫn nảy sinh quan hệ ngoài hôn nhân với chị NTP, 40 tuổi, trú cùng địa phương. Sau một thời gian qua lại, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên chị P muốn chia tay. Nghi ngờ chị P có tình nhân mới, ông Thịnh ghen tuông, nảy sinh ý định sát hại người tình của chị này. Khuya 25 tháng 5, 2021, ông Thịnh đến nhà chị P, dùng đoạn dây cáp viễn thông đã tuốt bỏ vỏ, một đầu nối vào khóa cổng nhà chị P, đầu còn lại nối vào đường dây điện dân sinh. Làm xong, ông Thịnh về nhà mà không cảnh báo với bất cứ ai. Sáng hôm sau, chị P ra mở cổng thì chạm vào nguồn điện, bị Nhật ngã ngửa ra phía sau nhưng không tử vong. Người phụ nữ đến công an trình báo, nhưng Đức Thịnh cũng ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, người đàn ông 66 tuổi khai qua lại với chị P từ năm 2016, đến tháng 6-2020 thì chấm dứt mối quan hệ ngoài luôn. Theo lời bị cáo, sau khi chấm dứt quan hệ, ông nhận được nhiều tin nhắn của chị P và những người bạn nên rất bức xúc. Bị cáo làm bẫy điện với mục đích hãm hại người tình mới của chị P chứ không phải chị này. Sau khi nói điện vào cổng, bị cáo quay về ngủ,
không quay lại để xem có ai chết hay không. Vì sao bị cáo có gia đình mà vẫn đi ghen ngược và hãm hại người ta như thế? Đại diện viện kiểm sát truy vấn. Trả lời, ông Thịnh nói do quá bức xúc về các tin nhắn của chị P nên mới làm như vậy. Trong khi đó, khai tại tòa, chị P khẳng định bản thân không hề có người yêu mới, chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ với ông Thịnh vì bị lừa dối. Thực tế, ông ấy chưa ly hôn mà chỉ ly thân, bị hại nói. Được trình bày quan điểm, chị P không yêu cầu ông Thịnh phải bồi thường, đồng thời xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.